Cô chào tất cả các em. Các em học tiếp chủ đề 5, chất tinh khiết, hỗn hợp, phương pháp tách các chất. Sau khi học bài 15 thì các em thấy là trên thực tế ta thường gặp chất tinh khiết hay là hỗn hợp? Ta thường gặp các hỗn hợp nhiều hơn. Các nguyên vật liệu trong tự nhiên thường ở dạng hỗn hợp và có rất nhiều hiện tượng tách chất ra khỏi hỗn hợp theo những cách khác nhau. Vậy có các cách tách chất nào? Em tìm hiểu qua bài số 16, một số phương pháp tách chất ra khỏi hỗn hợp. Hiện tượng bồi đắp phù sa. Nước phù sa là hỗn hợp không đồng nhất, đó chính là huỳnh phù. Sự bồi đắp phù sa tạo ra những dải đất phù sa màu mỡ, thích hợp cho việc trồng cây nông nghiệp. Phù sa trong nước sông lắng xuống và tách khỏi nước, do các hạt phù sa nặng hơn nước nên lắng xuống đáy sông. Khi phơi nước biển thì nước bay hơi nhanh, sẽ thu được muối rắn. Hỗn hợp nước phù sa thì chất phù sa với nước được gọi là chất thành phần. Còn trong nước biển thì nước và muối được gọi là chất thành phần. Phù sa và nước có sự khác nhau về tính chất, đó là phù sa nặng hơn. Còn nước và muối có sự khác nhau về tính chất, đó là nước dễ bay hơi hơn. Cho nên dựa vào sự khác nhau về tính chất của các chất thành phần này, ta đã tách được chất. Tiếp theo, cô sẽ giới thiệu về một số phương pháp đơn giản để tách các chất ra khỏi hỗn hợp. Đó là phương pháp lọc, phương pháp cô cạn và phương pháp chiết. Ta sẽ dùng các phương pháp này để tách các hỗn hợp như là dầu ăn nước, muối ăn nước và cát nước. Tách riêng muối ra khỏi nước biển thì ban đầu mình đã được giới thiệu đó là cách làm bay hơi nước. Tương tự nước biển thì khi tách hỗn hợp nước muối, ta cũng làm bay hơi nước, hay còn gọi là phương pháp cô cạn. Cô cạn tức là sao? Là làm cho nó cô đặc lại và nó cạn hơi nước đi. Hiểu nôm na là vậy. Vậy phương pháp cô cạn là gì? Phương pháp cô cạn dùng để tách chất rắn tan ra khỏi dung dịch. Do muối tan trong nước, cho nên ta sẽ dùng phương pháp cô cạn để tách cái muối này ra khỏi dung dịch nước muối. Cách làm như sau. Ta sẽ có một phần hỗn hợp nước muối ha, và em dùng phương pháp cô cạn. Vậy cô nhắc lại một lần nữa, phương pháp cô cạn dùng để tách chất rắn tan ra khỏi hỗn hợp dung dịch lỏng. Tiếp theo đó là phương pháp lọc. Ta có một cái hỗn hợp là hỗn hợp nước và cát. Thì muốn tách riêng cát ra khỏi hỗn hợp nước cát này chúng ta sẽ làm như thế nào? Cát có cái tính chất là không tan trong nước, do đó các em sẽ sử dụng phương pháp lọc. Chuẩn bị thí nghiệm như sau. Ta sẽ đổ hỗn hợp nước và cát qua phễu có giấy lọc. Và lúc này,
cát sẽ được giữ yên trên giấy lọc, và ta đã tách riêng được cát ra khỏi nước. Các em quan sát thí nghiệm lọc cát ra khỏi hỗn hợp. Vậy đặc điểm của phương pháp lọc đó là dùng để tách chất rắn không tan ra khỏi hỗn hợp lỏng. Cuối cùng đó là phương pháp chiết. Hỗn hợp dầu ăn và nước thì các em tách riêng dầu ăn ra khỏi nước bằng cách nào? Dầu ăn là một chất lỏng không tan trong nước và nhẹ hơn nước. Ta sẽ dùng phương pháp chiết. Đây là mô hình tách chiết dầu ăn ra khỏi hỗn hợp dầu ăn và nước. Các em quan sát đoạn phim thí nghiệm tách dầu ăn ra khỏi hỗn hợp dầu ăn và nước bằng cách chiết. Dụng cụ, hóa chất. Giải thí nghiệm. Phễu chiết quả lê. Phễu thủy tinh. Hỗn hợp dầu ăn và nước. Bình tam giác. Các bước tiến hành. Đặt phễu chiết lên giá thí nghiệm. Khóa phễu chiết. Mở nắp phễu chiết. Đặt bình tam giác vào dưới phễu chiết. Đặt phễu thủy tinh lên miệng phễu chiết. Lắc đều hỗn hợp dầu ăn và nước. Rồi rót từ từ hỗn hợp vào phễu chiết qua phễu thủy tinh. Đậy nắp phễu chiết. Để phễu chiết sau một thời gian từ 2 đến 3 phút để dầu ăn và nước trong hỗn hợp tách thành hai lớp có ranh giới rõ ràng. Dầu ở trên và nước ở dưới. Mở nắp phễu chiết. Một tay giữ phễu chiết, một tay mở khóa phễu từ từ để thu lớp nước ở dưới vào bình tam giác. Đến khi phần dầu chạm bề mặt khóa thì vặn đóng khóa phễu chiết. Vậy phương pháp chiết dùng để tách chất lỏng ra khỏi hỗn hợp lỏng không đồng nhất. Cô vừa giới thiệu 3 phương pháp tách chất. Đó là phương pháp lọc, phương pháp cô cạn và phương pháp chiết. Thì chúng ta cũng vừa kết thúc nội dung trong chủ đề 5. Chúng ta nhớ lại các kiến thức trong chủ đề 5 qua sơ đồ như sau. Vận dụng kiến thức để giải một số bài tập. Bài tập 1 sách giáo khoa trang 84. Hãy chọn phương pháp phù hợp để tách các chất ra khỏi hỗn hợp đường và nước và hỗn hợp bột mì và nước. Đầu tiên hỗn hợp đường và nước thì chúng ta có nhận xét như sau. Đây là một hỗn hợp dung dịch lỏng. Đường tan trong nước. Từ các đặc điểm này, các em sẽ dùng phương pháp cô cạn. Phương pháp cô cạn dùng để tách chất rắn tan ra khỏi dung dịch. Hỗn hợp bột mì và nước thì đây là một hỗn hợp không đồng nhất và bột mì không tan trong nước. Ta dùng phương pháp lọc. Đây là phương pháp tách chất rắn không tan ra khỏi hỗn hợp lỏng. Bài tập tiếp theo là có một hỗn hợp muối anh và cát.
Em hãy đề xuất cách tách riêng từng chất ra khỏi hỗn hợp. Em sử dụng cách làm trên dựa vào sự khác nhau nào về tính chất của muối và cát? Cô có gợi ý này. Muối và cát có sự khác nhau về tính tan trong nước. Thì đó là muối tan trong nước, còn cát thì không tan. Chúng ta dựa vào sự khác nhau đó và hãy đề xuất cách tách riêng từng chất ra khỏi hỗn hợp này. Sau bài này, các em sẽ về học bài 16 và ôn hết lại chủ đề 5 và làm bài tập sách giáo khoa trang 84.